Chào tất cả anh em nha. Nay mình mới về được cây cà chê Cathia men đen Palladium, tình trạng là hàng đã qua sử dụng, không còn hộp, chỉ còn mỗi một lửa thôi. Thì bề mặt men nó có sức tơ nha, có sức tơ rất là nhẹ thôi, nó không có sức sâu đâu. Nó tình trạng nó sức tơ là như vậy thôi. Tổng thể thì còn rất là đẹp nha, còn khoảng tầm 95% đó. Cái nắp đẹp, không có bị mẻ men nha. Đứt sáng đẹp, không có cứng móc gì hết. Dẫn nắp này ra là mình bơm ga lên chỉnh lửa lớn nhỏ nha. Dòng này bản lề bít tông nên đóng mở nắp rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn, rửa xiên 45 độ. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vô đó xem giúp mình. Rồi mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em.